Sự tin bạn gái Lưu Khải Uy đã mang thai, Dương Mịch quyết giành lại quyền nuôi con. Mới đây, truyền thông Hồng Kông đã đưa tin cho biết bạn gái của Lưu Khải Uy là nữ diễn viên Lý Hiểu Phong đã mang thai được 2 tháng. Cặp đôi đã hẹn hò cùng nhau một thời gian dài và liên tục lộ ảnh thân mật tại nơi công cộng. Tuy tin tức chưa được xác nhận, song vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Ngoài ra, việc Dương Mịch trở về Hồng Kông tuần trước không đơn thuần chỉ là thăm con gái, mà nữ diễn viên đang muốn giành lại quyền nuôi con gái tiểu gạo nếp từ gia đình chồng cũ. Tuy nhiên việc này phụ thuộc rất lớn vào thái độ của cô con gái nhỏ. Ngay lập tức, phóng viên đã liên lạc với Lưu Đan, bố của Lưu Khải Uy để hỏi về chuyện mang thai. Ông cho biết có nghe qua nhưng chưa thể xác nhận có thật hay không. Việc Lưu Đan không phủ nhận càng khiến dân tình chắc chắn chuyện bạn gái Lưu Khải Uy đã có thai. Hiện tại, thông tin bạn gái mới của Lưu Khải Uy có thai leo top một trong bảng xếp hạng hot search của mạng xã hội Weibo. Chuyển sang một tin tức khác, Mới đây, cảnh thân mật của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đã khiến dân tình chú ý. Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của truyền tương tư, Dương Tử đã gia nhập đoàn làm phim 199 Tình Yêu. Trong dự án phim hiện đại này, nàng tiểu hoa hợp tác cùng đàn em Phạm Thừa Thừa. Những hình ảnh đầu tiên của Dương Tử ở phim trường 199 Tình Yêu gây nhiều tranh cãi vì gương mặt khác lạm. Mới đây thì một số hình ảnh tình cảm của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa trên phim trường 199 tình yêu đã được tung ra. Trong ảnh cặp đôi có một buổi hẹn hò ngọt ngào vào buổi tối, Phạm Thừa Thừa chạm nhẹ lên má Dương Tử và nắm tay cô đi dạo. Khung cảnh ngọt ngào này ở 199 tình yêu khiến nhiều cư dân mạng tan chảy. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý nhất lại chính là nhan sắc của Dương Tử. Tuy là những bức ảnh lách chụp buổi tối nhưng không khó để nhận ra chúng đều đã được Photoshop rất kỹ, thậm chí có ý kiến cho rằng vì làm quá tay nên các đường nét trên gương mặt nàng tiểu hoa 9X cũng bay sạch. Một bộ phận dân mạng cho rằng việc Photoshop quá đà chính là nguyên nhân khiến nhan sắc dương tử khác lạ. Hiện bộ phim 199 Tình yêu do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính vẫn đang trong quá trình quay, khán giả đều mong đợi dự án phim này sớm lên sóng. Hậu lùm xùm mang thai với Hoàng Cảnh Dô, sự trở lại của địch lệ Nhật Ba thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Mỗi lần dự sự kiện của mỹ nhân Tân Cương đều được bàn tán xôn xao khắp cõi mạng. Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên đã gây bất ngờ với thái độ không tốt khi xuất hiện tại một chương trình ngoài trời ở Thượng Hải. Từ đầu đến cuối sự kiện, hầu như địch lệ Nhật Ba không cười chút nào, nữ diễn viên giữ khuôn mặt lạnh lùng và khó chịu, thậm chí còn lơ tiếng gọi của người hâm mộ. Không chỉ vậy, địch lệ Nhật Ba bị ghi lại hình ảnh để trợ lý quỳ xuống chỉnh váy vướng vào gót giày. Điều này khiến netizen nhớ lại loạt lùm xùm thái độ của Triệu Lộ Tư. Một số người hâm mộ bênh vực rằng nhiệt độ ngoài trời lúc đó rất thấp, địch lại Nhật bà lại chỉ mặc váy mỏng nên bị lạnh chứ không phải mắc bệnh ngôi sao, ngược lại nữ diễn viên được khen vì hy sinh cho công việc. Các bạn có nhận xét như thế nào về những thông tin trên? Đừng quên comment phía dưới video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp.